Rồi. Không chơi GitHub, gửi chỉ nhận stack blister thôi. GitHub sức đâu mà tải về. Rồi Mệt ok. lắm. Như sau này các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua một chút về cái thằng cách code cái ứng dụng này bằng cái TypeScript. Được chưa? Thế nếu trong trường hợp các bạn code bằng TypeScript. Đúng không ạ? Còn tất nhiên là chúng ta không code bằng TypeScript, chúng ta code bằng JavaScript thuần nó vẫn nhận. Nhưng mà cái TypeScript nó rất có lợi cho các bạn về sau này khi mà các bạn code một đặc biệt là từ khi mà các bạn chuyển từ Java sang code JavaScript này thì các bạn sẽ không quen với kiểu là tạo biến nó trống trơn tơ hơ toang hoác này. Thì với TypeScript thì chúng ta có thể làm được một vài thứ ở trong cái bài này như sau. Ví dụ TypeScript nó yêu cầu là khi mà chúng ta tạo ra một biến mới hoặc là chúng ta truyền tham số, chúng ta truyền sang tham số vào một cái hàm ấy thì nó yêu cầu chúng ta làm rất chặt chẽ về kiểu dữ liệu. Làm rất chặt chẽ về kiểu dữ liệu luôn. Thì chúng ta cần phải tạo ra những cái kiểu dữ liệu thì chúng ta mới dùng được. Ví dụ như ở trong này các bạn sẽ nhìn thấy tôi có một cái hero, một cái mảng hero này thuộc kiểu dữ liệu. Ở đây là một object, đây là object thuần, JSON object ở trong JavaScript. Nhưng mà nếu như chúng ta làm đúng bằng cái TypeScript thì chúng ta sẽ phải tạo ra kiểu dữ liệu là heroes, là tạo ra kiểu dữ liệu hero và chúng ta dùng. Được chưa? Thế vậy thì chúng ta tạo ra kiểu dữ liệu đấy như thế nào? Thì ví dụ như tôi sẽ có ở đây một cái file trong thư mục app này, tôi tạo ra một cái file mới ở một cái thư mục mới. Một cái thư mục mới tên là model. Thư mục mới tên là model. Trong thư mục model này tôi tạo ra một cái file mới tên là hero hero.ts. Các file của chúng ta đều là file.ts hết các bạn nhé. Được chưa? Tôi thực hiện code như sau. Export cái class hero. Export class hero. Chúng ta có cột ID. Đây, dữ liệu ở trong cái hero component của chúng ta có các cột là ID, name, gender và img đúng không? Thì chúng ta sẽ có thuộc tính ID thuộc kiểu là number. Đúng vậy. Thế vậy tại sao tôi biết là có cái number này? Đúng không ạ? Thì tôi sẽ vào trong cái TypeScript lang.org này tôi đọc. Đây, documentation này. Nó có cái phần handbook basic type. Đấy, thì đây là những cái kiểu dữ liệu mặc định nó có ở trong thằng thằng TypeScript này. Thì chúng ta quy định cột nào thuộc kiểu dữ liệu nào thì chúng ta phang nó vào. Ví dụ có kiểu dữ liệu number ở đây, các bạn có thể xem đây này. Decimal number đây này. Được chưa? Thì ở trong này chúng ta hoàn toàn có thể let ID. Ủa, cái này không let được. Đây, chúng ta sẽ viết là ID 2.number. Đúng vậy. Được chưa? Tiếp theo là cái name, nó có là kiểu dữ liệu là string này. Thì chúng ta có name 2.string. Cái này rất giống với code Java của các bạn luôn, chỉ khác mỗi tí cú pháp thôi. Gender. Gender thuộc kiểu dữ liệu là number luôn. Và img cũng thuộc kiểu dữ liệu là string. String nhỏ nhé. Như này. Render boolean Hả? Cái gì mà buồn? sao không dùng boolean? Bởi vì chúng ta đang quy định nó là số thì chúng ta để là thế. Còn nếu mà các bạn để đây là true này, true false thì ở trong này chúng ta sửa cái này thành là boolean. Cái này. Hiểu chưa? Đúng không ạ? Rồi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ export cái class này ra để những cái nơi khác có thể sử dụng được cái class hero này. Được chưa? Cái này nó giúp chúng ta làm chặt chẽ dữ liệu hơn. Được chưa? Thế bây giờ để dùng được cái class, cái model hero này ở trong cái hero component thì chúng ta sẽ dùng như nào? Đầu tiên chúng ta phải import nó vào. Import. Import cái hero from gì ạ? Import hero from đường dẫn từ cái file hero này sang cái file model hero thì chúng ta sẽ có là chấm chấm sược model sược hero được chưa như này và ở đây cái biến hero này là một mảng chứa rất nhiều các hero khác nhau thì tôi sẽ có kiểu dữ liệu cho cái thằng hero này là kiểu là array
array thuộc kiểu dữ liệu là hero nha. Dạ. Thì ở đây ở dưới này nó sẽ báo một cái lỗi number e primitive but number e wrap object cái gì gì đấy, ở dưới này đây nó báo lỗi ngay tức ở đây này, được chưa? Thì tôi sẽ có let max id thuộc kiểu dữ liệu là number, nó sẽ báo hết lỗi đây luôn, được chưa? Tiếp theo tiếp tục báo lỗi ở đây add hero id, được chưa? Thì ở đây chúng ta có this add hero này cũng thuộc kiểu dữ liệu là hero luôn. À không, cái này không phải. Đây, chúng ta sẽ phải viết ở trên này. Nó có một cái biến add hero này thuộc kiểu dữ liệu là hero. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cái max ID. Nó đang bị lỗi. Đúng không ạ? Thì cái max ID này chúng ta sẽ để là bằng max ID cộng 1. Ủa, sao không sao bị lỗi nhỉ? Max ID number này. Như vậy max ID bằng value, đây là kiểu gì đây? Cannot be applied. Chờ chút nha. Pass in max ID cộng 1. Oh, cái max ID này. Sao lỗi nhỉ? Chờ tôi chút nha, để tôi xem nó bị lỗi gì. Wrap object cái này để là number là đúng rồi mà, nhưng mà sao cái add hero id này nó lại bị báo lỗi đây nhỉ? Chắc em nghĩ là bên kia là lấy kiểu của add hero mà sau gán bằng kiểu in thì nó lỗi. Đây không, bên là đối tượng bên sao lại lỗi như này nhỉ? Operator cộng cannot be applied to type number and number max ID cộng 1. Chưa hiểu lắm cái lỗi này nó vì sao. Add hero, this add hero không, không đúng. Để nun được mà. Chờ tôi chút nhá, để tôi xem cái lỗi này là vì sao. ID này, hero component. Để tôi copy tôi tìm cái lỗi này xem gì nào. Angular TypeScript, TypeScript này, TypeScript operator cộng cannot be. Thầy ơi, thầy có nghĩ là cái kiểu dữ liệu number đấy thì viết thường chữ number. Ừ, đang xem nó đang bị lỗi gì đây, chờ tôi chút. À, có khi là các bạn đúng đấy. Đây là number viết thường. Number viết thường. Này cũng là number luôn. Hết lỗi mẹ luôn. Các bạn đúng nhá. Thì là ở cái chữ number này chúng ta viết number thường thôi. Là kiểu dữ liệu nguyên thủy thì chúng ta sẽ chạy được, còn cái number cái nó chỉ là cái mô tả thôi. Ok các bạn nhá. Rồi. Đấy. Bây giờ nó đã build lại và code của chúng ta chạy nó bình thường. Còn nếu không đáp ứng được ấy thì nó sẽ báo lỗi rất là nhanh. Đây, cập nhật mới. Chạy được nha các bạn nha. Thì đây là chúng ta áp dụng được cái TypeScript vào trong cái project của chúng ta. Được chưa? Tất nhiên là các bạn không áp dụng cũng chẳng sao cả. Tôi cũng không ý kiến nhiều về cái việc là chúng ta có áp dụng cái TypeScript này vào không. Nhưng mà nếu mà bạn nào áp dụng được ấy, thì cái đấy nó có lợi cho các bạn thôi. Được chưa? Dẫn đến là nếu mà từ bây giờ trở đi bạn nào mà áp dụng được TypeScript vào trong bài thì auto được cộng thêm 1 điểm cho các bài các bạn nộp. Được chưa? Còn tất nhiên là trên lớp thì tôi không quá đặt nặng cái vấn đề là giảng dạy để tôi sẽ cover tất cả mọi người. Những cái bạn nào mà yếu hơn thì không thể
không thể áp dụng được TypeScript thì thôi thì tôi sẽ chấm như bình thường. Còn bạn nào mà áp dụng được TypeScript vào trong bài thì tôi sẽ bonus điểm. Được chưa? Đấy là cái mà chúng ta sẽ làm trong thời gian tới. Được chưa? Thì thực tế ra cái TypeScript ấy, khi mà chúng ta dùng cái Angular này, một là TypeScript nó sẽ giúp chúng ta làm chặt chẽ code của mình hơn. Cái thứ hai là sẽ tìm ra những cái lỗi mà nhanh hơn so với bình thường. Được chưa? Và cái thứ ba nữa là sau này khi các bạn đi làm các cái ứng dụng khác với các cái nền tảng khác nhau, ví dụ như React hay ví dụ như Vue.js, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được cái TypeScript vào. Thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ đưa những cái framework khác nhau về cùng một cách viết, nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta kiểm soát các cái lỗi phát sinh. Được chưa? Còn lại tất nhiên thì tôi cũng không yêu cầu là chúng ta phải làm chặt chẽ đến mức như này. Cái lớp của tôi cũng dạy như bình thường thôi. Các bạn có thể chủ động về nhà để chuyển lại được cái code của mình sang được thằng TypeScript được, thì là tôi sẽ bonus điểm. Được chưa? Đấy là phần đầu của bài ngày hôm nay, là chúng ta áp dụng cái TypeScript vào trong cái bài của mình. Được chưa? Đấy, và tôi cũng sẽ nói phần điểm bonus rồi. Đấy là cái thứ nhất. Về phần nội dung thứ hai ở trong cái bài ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta là sử dụng component cha con ở trong cái project của chúng ta nó ra làm sao, và chúng ta sẽ tương tác được dữ liệu giữa component cha và component con như thế nào. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ có một cái phần giảng trước về cái khái niệm component cha con đã. Chúng ta vào Jamboard. Đây lớp 06 đây. Rồi, đây chúng ta có cái bảng mới như sau. Đầu tiên, ví dụ trong một cái màn hình nó như thế này. Dạ. Ví dụ như là cái màn hình chúng ta đang làm, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có cái form này. Dạ, có một cái form ở phần trên này. Đây tôi sẽ khoanh vùng nó vào. Dạ. Ở dưới này chúng ta có một cái danh sách. Được chưa? Thì ở trong mỗi cái phần này các bạn sẽ thấy là các cái phần ở dưới này nó giống hệt nhau, đúng không ạ? Mỗi một cái item ở trong cái đống li kia nó giống hệt nhau. Được chưa? Do đó chúng ta dùng forEx được cho với cái đống này, đúng không? Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà chúng ta sang một cái màn hình khác, đây là màn hình A, chúng ta sang một cái màn hình B, giao diện nó sẽ hơi khác một chút, nó sẽ là toàn bộ đều là danh sách, có thể đây là màn hình tìm kiếm chẳng hạn, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra toàn bộ là danh sách. Thì các bạn sẽ thấy là cái màn hình B này hoàn toàn có thể tái sử dụng lại được cái một cái phần này ở trong cái màn hình A, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta làm như bình thường như hiện tại thì cái màn hình B này tôi phải cốt lại y nguyên cả những cái phần ở đây sang bên này, B nguyên sang, đúng không ạ? Chưa tính là có cái màn hình C, màn hình D, màn hình E, màn hình F hay là X, cái màn hình khác nhau nó có thể tái sử dụng lại cái đoạn code ở cái phần danh sách này, đúng chưa? Do đó người ta sẽ phát sinh ra một cái nhu cầu là tôi sẽ chuyển cái phần nhỏ nhỏ này thành một cái bộ sửa code riêng, một cái component riêng để tôi có thể là tái sử dụng lại nó ở các cái màn hình khác nhau. Và tôi không cần phải viết lại nữa, tôi chỉ cần gọi nó phát là xong. Được chưa? Thì do đó là chúng ta học trong bài này là chúng ta sẽ sử dụng là học cách là chia các cái component ra thành các cái phần nhỏ hơn khác nhau. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là tái sử dụng nó, hoặc là b cái component đấy vào trong một cái màn hình. Ví dụ cái màn hình hiện tại của chúng ta ở đây đang sử dụng cái A component, hiện tại nó đang là cái hero, đúng không? Nó chính là cái hero component CPN. Dạ, hero component. Tôi muốn tách cái phần nhỏ nhỏ này ra thành hero detail, thành thằng detail, detail component. Dạ, và tôi sẽ sử dụng cái detail component này cho cái việc là hiển thị danh sách ở đây. Và tôi sẽ tiến hành là tương tác dữ liệu giữa hai thằng này để nó có thể là giữ nguyên cái màn hình và các cái action ở trong màn hình của chúng ta,
Nhưng cái phần component này nó sẽ là quan hệ với cái thằng detail component và hero component, sẽ là hai cái component có quan hệ là thằng này là cha, thằng này là con. Được chưa? Để giúp cái thằng này nó có thể tái sử dụng lại được ở một cái chỗ nào khác ngoài cái màn hình hero component này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc đấy. Đầu tiên các bạn, tôi sẽ tạo lại cái này nhé, delete đi. Tôi sẽ tạo lại một cái component là detail component. Cái gì portlet đây, vứt cái này đi. Đây ạ, bây giờ tôi tạo ra lại một cái component nữa, viết như sau: ng cách g cách c. Cái này là viết tắt của ng, tức là angular, cách generate cách component. Được chưa? Hoặc là chúng ta viết rõ chữ component ra đây. Được chưa? Cách component sc, đây là cái thư mục chứa, và đây là hero trừ detail. Xong, enter xuống thì nó sẽ giúp chúng ta tạo ra một cái thư mục ở trong cái component này là thư mục hero detail, và nó sẽ tạo ra giúp tôi là bốn cái file này, cũng như là update cái đường dẫn của hero component vào trong cái file app module. Cái này các bạn đã tạo một lần rồi. Bây giờ các bạn, tôi demo lại một lần để cho chúng ta xem. Thì các bạn tạo giúp tôi component này ra, nếu bạn nào tạo rồi thì thôi, còn bạn nào chưa tạo thì tạo giúp tôi ra đi. Được chưa? Các bạn tạo chưa? Đâu hết rồi? Bỏ trước rồi đấy. Bỏ trước rồi gì? À, không học JS nâng cao mà chơi luôn TypeScript được nhá. Không sao hết. Được chưa? Tạo component rồi gì? Bây giờ chúng ta sẽ xem ở trong cái hero detail này. Các bạn sẽ thấy nó có một cái selector là app hero detail. Được chưa? App hero detail. Tiếp theo chúng ta sẽ bê cái app hero detail này sử dụng ở trong cái hero component này bằng cách như sau. Chúng ta copy cái selector của nó. Đây, cái selector đây, copy này. Được chưa? Sau đó chúng ta vào cái hero component.html ở cái đoạn ở đây là lớp 03. Sai mẹ rồi. Đây, các bạn chờ chút, tôi mở nhầm project. Đây. Tôi với là thằng thiếu, tôi mới có hero list rồi. Hero list, ok, tôi sẽ tạo ra một cái project mới. Sorry các bạn nhé, tôi bị nhầm. Rồi ok, tôi đã tạo ra được cái hero component rồi đây. Dạ, hero detail. Thì ở trong cái hero detail này tôi copy cái selector này, tôi vào trong hero list component.html ở trong cái đoạn mà for x ấy. Đây này, cái đoạn for x này. Được chưa? Tôi xóa luôn cả cái OL này đi. Xóa luôn đi. Tôi để đây sẽ là comment và đây sẽ là danh sách các hero. Danh sách các heroes. Được chưa? Ở đây tôi có một cái deep bro. Được chưa? Và tôi sẽ có như sau. App hero detail. Được, app hero detail như này. Được chưa? Và bây giờ tôi sẽ tiến hành là sử dụng là sound ng4. Ng4 bằng let h of hero sc như này, thì output của chúng ta nó sẽ, các bạn sẽ nhìn thấy. Ủa, đang bị lỗi gì à? Let hero list component này. Ở đây, cái biến là hero list. Let h hợp hero list. Thì lúc đấy màn hình của chúng ta nó sẽ sinh ra mấy cái hero detail work như này. Nếu mà cần thiết thì chúng ta có thể thêm cái thẻ br vào đây. Để cho nó, quên nhầm.
thẻ BR ở trong cái thằng Hero Detail Component. Nó là thẻ P mà tại sao nó không xuống dòng? Không xuống dòng mẹ luôn. Được chưa? Các bạn sẽ thấy nó ra một đống cái các cái Hero Detail Works như này. Được chưa? Chạy đi trước các bạn ơi. Đây, app Hero Detail Sound NG4 Let H of Hero List. Được chưa? Đâu rồi? Chạy đi chưa? Rồi. Em mở cái này rất là đang view lên đúng không? Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái Hero Detail Component.html ra. Ở trong này tôi sẽ đi copy cái phần cạc ở trong cái getbootstrap.com này. Chúng ta vào documentation. Giờ search cái cạc. Cạc ở đây. Đây nó chính là cái phần này này. Tôi muốn áp dụng cái phần này cho cái phần giao diện của chúng ta thì tôi đi copy cái div này. Copy cái nội dung ở dưới của nó đây này. Copy này. Sau đó tôi tiến hành là phang vào trong cái Hero Detail Component. Được chưa? Nhưng mà trước đấy, ở ngoài hai thằng này thì tôi muốn là có một cái div. Div con trừ 4 đi. Con trừ 4. Tôi bao phủ hết cái đống này. Con trừ 4. Bao phủ hết cái đống này cho tôi. Dạ. Đây sẽ là tên Hero. Tên Hero ở đây là sẽ là nút nút sửa, một cái nút nữa là nút xóa. Nút sửa, nút xóa và NBSP nó sẽ như này. Dạ. Và output của chúng ta các bạn sẽ nhìn thấy như sau. Đây. Dạ, nó sẽ như này. Mấy thằng Hero đấy. Được chưa? Tôi copy cái đoạn này tôi đưa cho các bạn nhé. Đây, nếu mà chúng ta không code theo kịp thì chúng tôi sẽ đưa đoạn code này cho chúng ta. Đây dưới này nhá. Được chưa các bạn ơi? Ok ok. Đi ạ. Xong chưa? Xong rồi thầy. Rồi. Nhưng bây giờ chúng ta có vấn đề như sau. Đó là chúng ta không có thông tin của thằng Hero nào nó đang dùng vòng lặp, không có thông tin gì cả. Và chúng ta cũng đang không biết là hiển thị ảnh của nó như nào và tên nó như nào, đúng không? Hiện tại chúng ta chỉ có cốt tĩnh của các cái Hero Detail thôi. Đúng không? Chả nhẽ bây giờ ở mỗi cái Hero Detail Component.ts này chúng ta lại tạo ra một cái biến là Hero. Này, Hero bằng một cái object gì gì đấy, chúng ta biết làm sao được cái thông tin của nó như nào, đúng không? Không biết được. Do đó chúng ta cần phải tìm một cái cách nào đấy, tìm một cái cách nào đấy để truyền được dữ liệu từ thằng Hero cha này xuống đến cái thằng Hero Detail này. Được chưa? Và truyền cái thông tin mà nó đang tiến hành for x đấy cho cái thằng con. Thế vậy chúng ta truyền như nào? Thì trong cái Angular ấy, để truyền được thông tin từ cha xuống đến con, nó có một cái khái niệm như này. Angular A cộng input. Các bạn search là Angular A cộng input. Thì
thì nó sẽ ra một cái component interaction, hoặc là các bạn vào cái phần Angular Stack Blitz này, Angular Input Example, thì nó sẽ có những cái phần, những cái phần mà nó xử lý, ví dụ rồi ở parent này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy parent app, đây là thằng app try này. Thằng parent nó sẽ, các bạn sẽ nhìn thấy cái phần này đúng không? Các cái phần này đúng không? Được chưa? Thì các bạn sẽ để ý nhá, cái dấu cặp, dấu ngoặc tròn, à ngoặc vuông này, nó thể hiện cái điều gì? Hôm trước học rồi. Giá trị. Nó thể hiện cái gì ạ? Thích mà thuộc tính mà muốn thích cái giá trị. Đúng rồi. Đó. Nếu mà chúng ta muốn gán giá trị cho một thuộc tính thì chúng ta sử dụng dấu ngoặc vuông. Đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy là những cái thuộc tính này nó có dị không? Có thấy lạ không? Không lạ. Tên nó. Tôi thấy lạ vãi. Không, các kẻ bình thường làm gì có những cái thuộc tính này đúng không? Cái này tự đặt. Đúng rồi, đây là những cái thuộc tính chúng ta tự đặt ra. Được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, ở thằng cha này, ở màn hình HTML của thằng cha này, chúng ta muốn truyền cái gì xuống cho thằng con thì chúng ta sử dụng cái thuộc tính như thế này và tự tạo ra các thuộc tính riêng, sau đó truyền giá trị cho nó. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ làm cái việc tương tự ở trong cái màn hình Hero List Component HTML này. Tôi tiến hành như sau. Ví dụ tôi tạo ra một cái thuộc tính là hero data bằng cái h này, có được không? Có được không ạ? Chắc là được ạ. Được đúng không? Nhưng mà cái này thì khai báo ở đâu? Đấy, cái vấn đề là khai báo ở đâu? Tại sao tôi biết được cái hero data này? Đúng chưa? Thì cái thằng a còng input nó sẽ giúp tôi xử lý cái việc tôi khai báo cái hero data này ở đâu. Bởi vì như này này, các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ báo lỗi lòi mắt ra luôn, đúng chưa? Nó đang báo là cái đây này, if app hero detail is an angular component and it has hero data input then verify as it's a part of this module. Tức là bây giờ nếu trong trường hợp cái app hero detail nó là một component thì ông đang chưa khai báo cái thuộc tính hero data là một phần của cái module đấy, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải, đã viết như này rồi thì chúng ta sẽ phải khai báo ra cái tên của thằng hero data này cho cái component con, được chưa? Component con là thằng này đúng không? Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta làm nào? Chúng ta xem ở ví dụ của người ta. Bây giờ try component đây, chúng ta vào cái try component.ts, chúng ta nhìn thấy ở trong này nó có một cái là import input ở đây, các em nhìn thấy không? Đúng chưa? Thì chúng ta có a còng input và tên của cái thuộc tính ở ngoài đây nó truyền là simple text này, thì ở trong này nó nhận cũng a còng input simple text, đúng không ạ? Tiếp theo ở ngoài này nó truyền là magic text, thì ở trong này nó cũng nhận một cái là magic text, được chưa? Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ lại làm lại cái việc giống như người ta, là chúng ta tiến hành là định nghĩa ra cái thuộc tính đấy ở trong component con. Được chưa? Thì chúng ta định nghĩa như sau. Mở cái hero detail component ra. Chúng ta thêm một cái input ở đây nữa. Được chưa? Thêm một cái input ở đây. Và trong cái class hero detail component chúng ta có a còng input đóng mở ngoặc, viết ở đây là cái gì ạ? Hero data chấm phẩy. Được chưa? Lưu xuống xem nó còn báo lỗi không. Hết lỗi luôn. Được chưa? Các bạn làm đi, làm cái phần này giúp tôi ạ. Được chưa, Thím? Được chưa? Được rồi. Rồi ok. Thế vậy thì coi như là cái component hero detail này đã có một biến là biến hero data rồi, đúng không ạ? Đúng chưa? Thì ở đây, ở ngoài cái hero detail component.html này, chúng ta thử nhá. Chỗ này là cái tên hero đúng không? Chúng ta thử là hiển thị giá trị này. Hiển thị giá trị là hero
data.name view xuống. Bây giờ chúng ta ra ngoài này chúng ta xem. Đây, đúng chưa? Đúng chưa? Từ từ thấy rồi. Đây. Và file HTML mà file. Thầy cho em xem lại cái HTML của Hello Lead đi. Cái gì? Đấy. Đây gì? HTML đi. Đây đây đây. Hello data bằng H. Ừ, H là cái led này này. Đây này. À, dạ vâng, vâng em hiểu. Ok thầy. Có hiển thị được tên không? Có. Thế bây giờ đến lượt hiển thị ảnh đúng không? Đây đúng không? Thì chúng ta sẽ gì ạ? Lại đóng ở ngoặc vuông và bằng cái gì? Hero data.img đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy ảnh chưa? Đúng không? Chấm lại thế, tính có xem lại phần HTML Hero Lead này. Đây. À quên nhầm, không phải cái này. Cho em xem lại đoạn này input thấy rồi. Đúng là đọc ảnh. Xong cái này chưa? Thế thì xong rồi. Rồi nhá, đây HT đây cái đoạn A cộng input đây, các bạn thêm cái này. Cái này và cái này. Ủa sao của mình vẫn lỗi nhỉ? Em xem cái phần hiển thị đây nha, tôi gửi luôn cho em cái phần này, cái ảnh ấy thầy, thử xem là mình có học được gì từ họ không. Sao của em trả lên cái gì? Xem lại bên này. Đâu ai chưa chạy được mở xem màn hình đi. Bị cái gì nhỉ? Nó chỉ lên mấy cái dòng chữ thôi. Đâu? Đây thầy. Em mở code cho xem nào. Đây ạ, cái này. Úi giời. Ở cái đoạn NG4 em xóa mấy dấu cách đi. Đây ạ. Ừ, đằng sau nó nữa rồi, ok. Ở Hero Data nữa. Ủa, tại sao mày dấu cách? Thuộc tính HTML từ từ đã. Đã xong đâu. Em để xem nào. Left part of Hero Lead. Em mở cái Hero Lead.ts ra xem nào. Lưu xuống đi. Ok rồi, mở cái hero decay.component.ts ra. Input a còng input. Đúng rồi, hero detail component html. Đúng rồi. Chạy đi xem nào. Đây à, có lên cái gì đâu thế? Đấy, không lên gì nhỉ? Em mở cái file lead component xem nào. Lead.ts, hero lead.ts. Name có name. Kéo rộng cái terminal lên xem nào. Kéo dưới cùng.
Đó, sao nó không compile gì nữa? Rồi, đây, đến đây. Rồi đấy, reload lại trang này xem nào. Thấy chưa? Nó không tự reload. Không phải, do cái CMD ở bên Windows nó bị ngu. Dạ, vâng, em cảm ơn. Của em code không sai nhưng mà nó không compile liên tục. Em lại cứ chờ nó tự reload. Còn ai nữa không? Em thế. Share đi. Ôi rồi, có hiện mấy cái dòng chữ thôi. Để không xe thì nhỉ? Thấy chưa thầy ơi? Rồi. Nó báo lỗi như cái aerolit.html thế nào? Đây. Rồi em đã lưu đâu? Đấy. Đâu? Đây, nó vẫn hiện như này rồi. Đâu? Từ đã xem nào. Đã xem rồi. Chưa, đã xem code được đâu. À, code chắc kìa. Từ từ nha. App component. Ủa? Bình tĩnh nha. Cho tôi xem lại cái file hero detail component.ts của em cái nào. Bình tĩnh nha. Selector app hero detail này. Rồi. Em mở cái hero list component.html ra. App hero detail left hero list. Từ từ chờ tôi mấy giây. App hero detail is kéo rộng cái đấy đây nè, kéo dưới cùng đi, cái đây kéo dưới cùng đi. Rồi đây rồi. Hero list component.html dòng 16. Ok, em mở cái hero detail component.ts. Import component on init input a còng hero data. Em copy cho tôi cái hero data đi. Copy rồi mở cái hero list component.html paste vào. Lưu xuống. Reload đi, ra ngoài cái reload đi. Nó cái này nó tự reload thôi. Cứ reload cái hay sao? Ô, mở cái file hero detail component.html. Lưu xuống đây nào. Lưu hết rồi mọi người. Đây là có khả năng là em tắt hết tất cả các tab ở trên này đi xem nào. Không tắt ở đây đúng không? Close all. Và em mở cái file hero list detail component ra. Test là gì thầy? HTML. Chạy vào nhỉ? Đúng mà nhỉ? Ôi giời. Em phải. Em lại có cái component ở dưới kia. Cái thư mục kìa. Đấy. Cái này á? Cái này là em tạo lỗi. Xóa đi nào. Vừa chưa xóa được rồi. Tắt cái này. Để đi. Chưa xóa được. Nó bảo đang dùng. Đây. Còn gì nhỉ? Ô, sao dị thế nhỉ? Em mở cái app module.ts rồi tôi coi. App module. App module.ts. Đây này, em nhìn thấy cái hero detail component chưa? Dòng 7 ấy. À đây. Đúng chưa? Rồi rồi thế.
Rồi lưu xuống nghe chạy đi xem nào. Vẫn đeo được. Mày em tạo lại xem nào, mở lại xem nào. Component. Em xóa mẹ cái dòng này đi. Xóa dòng 7 đi. Dòng này luôn rồi đây. Ờ. Import lại đi. Import. Rồi, đóng một vòng nhọn. Em mở cái file hero detail component.ts ra. Copy tên class. Tên class. Đằng sau chữ class đây. Thiếu chữ T. Rồi cách from. Rồi chấm sược. Chấm sược component. Chọn cái component, chọn thư mục rồi. Sược cái nữa. Hero detail. Sược hero detail component. Rồi, chấm ra ngoài chấm phẩy. Đéo nó vẫn là hero detail work nhỉ. Nhưng mà nó lại cách hàng lúc nãy của thầy là nó nối liền với em là cách hàng với đâu. Không sao. Rồi em mở cái hero detail component.ts ra xem nào. À chấm .html ra xem nào. Dị vãi nồi. Em xóa cái thư mục component đi xem nào, xem nó xóa được không. Vẫn không xóa được. Tắt cái tắt Ctrl C ở trong cái terminal đi xem nào. Ctrl C một cái. Ctrl C ở đây. Ừ. Rồi, em xóa thư mục component đi, à component đi. Má biết thử chữ về đâu mới. Đã rồi đúng không? Rồi em search lại xem nào. Search. Dị nhỉ? Sao lại có trường hợp này? Nó sao không chạy à? Nó đang chạy thôi. Quen mà lâu lắm. Chờ tí thầy cứ chạy tiếp đi. Rồi cứ chờ đi, chờ một tí xem là có bạn nào bị thế nữa không thì sửa luôn. Máy ông ngày nào nó lâu như này à? Ngày nào ngày cả thanh xuân để chờ chạy. Của em lỗi 3 chấm sao rồi? Nó không hiện thị tên nữa. Ok, trong thời gian chờ thằng Hải này thì thằng Hải kia Trung Hải xe đi xem ai. Vâng. Đây thầy. Đâu? Đâu? Nó cứ 3 chấm này. Vâng ạ. Cốt đi. Em mở cốt xem nào. Vâng. Hero detail component.ts. Cốt hero detail. Hero component nào. Hero component đây. Vâng. Ừ. Đây. Đây đây. Ôi giời. Ừ. Xong cái ngoặc nhọn mà. Không có biết ngoài mẹ rồi. Em xóa dấu chấm phẩy đi. Rồi chấm em phẩy nó cái ký tự cuối cùng ở dòng 40. Ký tự cuối cùng ở dòng 40. Viết được xong đấy ngoặc thế. Đấy. Ký tự cuối cùng cơ mà. Với em dấu lớn hơn đấy. Cái dấu ngoặc ấy. Cái dấu ngoặc á. Đấy cái dấu lớn hơn đấy. Cắt nó đi. Rồi. Không biết làm à? Nghĩa là có nguyên cái hero data này vào sau cái chấm phẩy ấy, sau dấu ngoặc kép ấy, dấu ngoặc những cái gì dấu kiện. Bôi đen xỏi rồi. Bôi đen ký tự cuối cùng cơ mà. Nhọc. Đây đây. Có biết cắt không? Xóa cái ngọc cuối cùng đi. Có dòng này. Xóa đi cái kia đây. Hàn Trung Z lại đi. Xóa cái ngọc đi. Cái đóng của cái thẻ ấy, cái đóng của cái thẻ dòng 40 ký tự cuối cùng là cái dấu lớn hơn ấy. Đấy thầy. Cho cái dấu lớn hơn. Đấy, xuống sau chữ H. Đấy. Tôi
quên quên em đúng rồi, xóa cái đoạn đóng đóng cái thẻ cái đi rồi. Em quên nhầm mất, không nhìn. Để em chạy rồi nha thầy ơi, em lên rồi. Lưu xuống chạy thế nào? Ok rồi thầy. Ok cái gì, đang lỗi loài mắt gì kìa. Có tên đây rồi, chỉ mỗi ảnh thôi ạ. À. Ảnh biết sai thôi. Đóng thế cái ấy nào, đóng cái thẻ IMG vào. Ờ. Mấy thằng này lú thế nhỉ? Cái SRC đâu? Đây này. Đúng rồi. Bỏ cái đóng ở ngoặc nhọn đi. SRC đóng ở vuông vào. Rồi, lưu xuống chạy đi xem nào. Rồi đây. Lú quá. Lú như con cú luôn. Ngáo cốt. Thật, thằng nào đang comment này đâu, thằng nào đây? Thằng Huynh này, nó bảo là sau cốt ít thôi. Lú vãi trưởng. Em nghĩ là em biết ở trong rồi. Em không nghĩ là em biết ngoài. Bên từ nhìn lại giống mình. Nhìn lát. Rồi ok. Rồi à, thế là chúng ta truyền học được cách truyền dữ liệu từ component cha xuống component con này đúng không? Thông qua thằng A còng input. Được chưa? Ok chưa? Đâu rồi? Còn cái nút sửa với xóa hay làm thế nào? Rồi bây giờ mới đến cái đoạn ngược lại đấy. Cái đoạn ngược lại nhá, là bây giờ chúng ta truyền được cái phần này, với là phần khó nên là yêu cầu các bạn tập trung một chút. Phần này rất là khó tưởng tượng thôi, chứ còn làm nó cũng không khó lắm. Nói chung là không khó lắm chứ không phải là không khó. Thì như sao như này, bây giờ chúng ta cần phải truyền ngược lại thông tin từ thằng con lên thằng cha, được chưa? Thế vậy khi nào chúng ta truyền thông tin từ thằng con lên thằng cha, các bạn có tưởng tượng được không? Khi thay đổi dữ liệu. Khi nào nữa? Khi nào nữa? Có phải là khi chúng ta bấm nút này không? Đúng nhá. Đúng không? Đúng rồi. Nó tương tác. Bây giờ khi mà tôi bấm cái nút này, tôi yêu cầu là cái component cha nó phải xóa cái phần tử Spider-Man này khỏi cái Herolith đúng không? Đúng không? Rồi ok. Vâng ạ. Thế bây giờ các bạn còn nhớ cái đống này không? Còn nhớ cái đống đâu nhỉ? Cái đống on click, cái on chain này không? Cái này gọi là cái gì không? Cái này gọi là cái gì nhỉ? Có. Thực kiện. Cái sự kiện. Đúng rồi, cái sự kiện. Thực kiện. Thế vậy thì các bạn có biết cái đoạn key up, cái chữ key up này viết ra được như nào không? Không đúng không? Chúng ta không phải là cái người mà định nghĩa ra cái chữ key up. Đúng không ạ? Đúng chưa? Đúng rồi, nó định nghĩa sẵn mà. Nó định nghĩa sẵn. Bây giờ ở trong cái phần Angular này, chúng ta sẽ tự định nghĩa ra một cái nhạc cái. Được chưa? Tự định nghĩa ra một cái sự kiện cho cái thằng con. Được chưa? À, cho thằng cha. Xin lỗi các bạn, tự định nghĩa ra một cái sự kiện dành cho thằng cha. Thì tóm lại nó sẽ như sau. Tôi sẽ giải thích lý thuyết, hy vọng các bạn hiểu được cái đoạn này. Nó hơi lằng nhằng một chút. Đây ở lớp, ở cái component con nhá. Đây là lớp cha này, component cha này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa ra một cái sự kiện. Một cái sự kiện. Được chưa? Thì ở thằng cha đây là cái component con này. Được chưa? Đây là component con này. Được chưa? Đây là cái component con đúng chưa? Bây giờ thằng con này nó sẽ định nghĩa ra một cái sự kiện, một cái event. Chúng ta gọi đó là event là XO đi. Được chưa? Chúng ta gọi đây là sự kiện XO. Thì tại cái XO này, tại cái thằng cha gọi thằng con này, thì nó sẽ được viết như này, x o
bằng một cái hàm là hàm A như này, thì có phải là đây là cái sự kiện không? Đúng nhỉ? Nằm trong thành dấu ngoặc mà. Một tròn. Ngoặc tròn thì nó là sự kiện đúng không? Thì đúng cái rồi. Sự kiện XO này nó sẽ phải được định nghĩa ra, định nghĩa ra từ lớp, từ cái component con. Được chưa các bạn? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn định nghĩa nhé. Được chưa? Định nghĩa nhá. Đây các bạn theo dõi thật kỹ này, các bạn chưa cần phải code đâu, theo dõi đã. Ở cái hero detail component ngược lại với input chúng ta có output và chúng ta có thêm một cái là event emitter nữa. Cái event emitter này tí nữa chúng ta sẽ được học, bây giờ chúng ta cứ output đã nhá. Bây giờ chúng ta có như sau. A cộng output, A cộng output bằng on, tôi sẽ on remove này. Được chưa? On remove event luôn đi. Được chưa? Bằng new event emitter. Như thế này. À đâu nhỉ? Không phải. Nó thuộc kiểu dữ liệu là event emitter. Chờ tôi một tí để tôi xem lại cú pháp của nó, hình như tôi bị sai. Output. Đây, thằng try này. Chờ tôi tí nhá để tôi xem lại cái cú pháp của nó. A cộng output. Thấy không? A cộng output này, tên bằng. Ok. Đây đây. Tôi không biết sai. Và tôi truyền vào đây một cái A cộng output, tôi thiếu cái đóng mở ngoặc như này. Thầy. Đây đây đây, xin lỗi các bạn, đây nhá. Output này on remove event này bằng new event emitter. Được chưa? Event emitter là một cái tính năng của thằng Node.js để giúp định nghĩa ra. Nhớ này, event emitter là một cái tính năng của thằng Node.js để giúp chúng ta định nghĩa ra một sự kiện và thực thi cái sự kiện đấy. Được chưa? Thì bây giờ ở trong cái A cộng output này, tôi định nghĩa ra sự kiện tên là on remove event. Được chưa? Thì ở cái file HTML của thằng cha là hero list component. Được chưa? Hero list component. Đây, tôi sẽ được phép dùng cái on remove event này bằng alert 1. Được chưa? Các bạn thấy không? Gì đây? Giá gì đây? Console log 1. Không có lỗi không? Rồi không lỗi. Bà mẹ chứ. Rồi chờ tôi một chút nhá. Bây giờ ở đây nhá, ngó lại một chút các bạn ơi. Đây là một sự kiện đúng không? Đây là một sự kiện. Sự kiện xảy ra ở file HTML thì chúng ta được phép gọi một cái hàm nằm trong file TS đúng không? Tôi sẽ gọi một cái hàm nằm trong file hero list component.ts đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ gọi một cái sự kiện là test event. Được chưa? Test event ở trong cái file component hero list component.ts này. Bây giờ tôi sẽ viết cái hàm này ra. Đây. Test event. Trong này tôi sẽ viết là console log ra hoặc là tôi alert 1. Alert 1. Được chưa các bạn ơi? Được chưa? Đây nha. Ở lớp ở cái component cha này, khi một sự kiện này là sự kiện on remove event xảy ra thì code ở trong hàm test event sẽ được chạy. Được chưa? Thì cái sự kiện on remove event này nó sẽ được định nghĩa ở file hero detail component.ts. Định nghĩa ra bằng a cộng output và bằng new event emitter. Được chưa? Ok chưa, đến đoạn này có nắm được không nhỉ? Ok ok ạ, vâng. Rồi ok nhá. Bây giờ chúng ta đã định nghĩa ra được cái event rồi. Chúng ta định nghĩa được cái event và thằng cha nó có cái event đấy rồi. Được chưa? Tiếp theo các bạn còn nhớ cái on click, thì cái việc là khi nào nó xảy ra cái on click là chúng ta bấm vào cái nút đúng không?
đúng không? Bấm vào cái bắt sự kiện on click nó fire đúng không? Nó giống như chuyện kiểu chúng ta bóp có súng ấy. Đúng nhỉ? Rồi thì bây giờ chúng ta cần phải có một điểm hoặc một lệnh nào đấy để thực hiện cái việc bóp cò fire, đúng chưa, để bóp cò súng, tức là để cho cái sự kiện XO này nó được xảy ra này, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ ở trong cái màn hình này, ở trong cái màn hình của chúng ta đây này, là khi mà tôi bấm vào cái nút xóa này thì sự kiện này nó xảy ra đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, thì tôi sẽ có như sau. Ở cái nút thẻ Ahrefs này tôi xảy ra sự kiện là on click, đúng chưa? Xảy ra sự kiện on click thì không, đây là click chứ. Dạ vâng. Click bình thường chúng ta ở lớp con là chúng ta thực hiện hành động click mà, đúng chưa? Đúng chưa? Thì bây giờ tôi sẽ có hỏi đến cái kia fire remove event fire, được chưa? Remove event fire tức là thực thi cái hành động là remove, đúng không? Remove event. Rồi thì cái hàm này được viết ở đâu? Cái hàm remove event fire được viết ở đâu? Component. Component nào? Detail. Đây hay đây. Detail đúng không? Ok đúng rồi. Thì chúng ta sẽ viết cái hàm này ra đây. Và trong cái hàm này thì chúng ta mới thực hiện là gì? Chấm on remove event chấm emit như này, được chưa? Cái đoạn chấm emit này là chính là cái đoạn fire, tức là khi mà tôi bóp cò súng cho on remove event cái nó được thực thi, được chưa? Bây giờ thử nhá, thử này, chúng ta bấm nút xóa này, thấy không? Thấy không? Từ bên này sang bên kia, đúng rồi, tức là từ component con là ở trong cái này, nó đẩy cái sự kiện ra cái thằng component to ở ngoài này, nó thực hiện alert, thằng cha với là thằng thực hiện alert, đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, đây các tôi nói lại một lần nhé, các bạn cần thì ghi chép lại này. Đầu tiên ở component con để định nghĩa ra một cái sự kiện cho cái component con này thì chúng ta dùng cái a còng output, được chưa? Và cái tên biến này chính là tên sự kiện, được chưa? Tên biến này chính là tên sự kiện, và cái biến này thuộc kiểu là event emitter, được chưa? Event emitter. Sau đó ở cái file cha.html chúng ta định nghĩa ra cái sự kiện đấy xảy ra cho thằng con ở đây bằng một cái hàm, tức nơi xử lý cho cái sự kiện này là một cái hàm ở file ts của component cha luôn, tức là cái thằng này, được chưa? Được chưa? Sau đó khi nào con muốn cái sự kiện đấy xảy ra thì nó chấm emit ở đây, được chưa? Ở đây tôi nhấn mạnh là chấm phải là chấm emit thì sự kiện đấy nó mới được xảy ra. Ví dụ như sau, tôi có một cái là set interval, set timeout, set timeout bằng một cái function. Đó, thì tôi bê cái đoạn này, tôi vứt vào đây và tôi để nó xảy ra sau 3000 mili giây, được chưa? Xảy ra sau 3000 mili giây, được chưa? Để thể hiện cho các bạn là không phải là khi tôi bấm vào cái đoạn là cái nút xóa mà nó thực thi ngay đâu, mà thực sự là khi nào tôi chấm emit này thì nó mới xảy ra. Được chưa? Bây giờ thử nhá. Rồi, bây giờ bấm nút xóa này. Giống như không lên. À lỗi mẹ rồi. Đây, xin lỗi các bạn đây. À tôi có là let event bằng this.onRemove event. Và đây tôi sẽ là event.emit. Ok. Xin lỗi các bạn chút nhá. Tôi quên mấy cái đoạn này. Đấy bấm này. Thấy không? Sau 3000 mili giây thì nó mới xảy ra. Chứ không phải là tại thời điểm tôi bấm cái này nó đã xảy ra rồi. Hiểu vấn đề không ạ?
được chưa? Đây nhá, chấm emit thì nó mới xảy ra, cái sự kiện kia nó mới xảy ra, được chưa? Được chưa, các bạn làm giúp tôi cái phần này nhá, làm giúp tôi cái phần để nó alert được ra đi đã, sau chúng ta sẽ xử lý tiếp. Tôi sẽ đẩy code lên GitHub nhá, chúng ta lên GitHub để lấy. Rồi, code lên GitHub rồi các bạn nha. Rồi các bạn lên GitHub lấy về đi. Cần xem file nào thì báo với tôi để tôi ấy. Cái link git của thầy vào trong tin nhắn được không thầy? Hả? Thầy copy cái link git của thầy vào tin nhắn đấy, có không được không thầy? Đây. Yên tâm, support đến tận deep luôn. Chỉ sợ công không làm được thôi. Làm sau ký quên mất. Cái này tôi bị quên đấy. Nói thật luôn là tôi lâu tôi không làm tôi bị quên đấy. Chứ đừng nói là các bạn, chính tôi cũng còn quên nữa là. Ở cái chỗ mà phần tra ấy thầy, thì cái sự kiện test đấy là ở đâu ấy thầy? Hàm, cái đấy là hàm em nhé.
em phải nhìn nhận đúng đấy là hàm, là cái hàm, nhưng mà kiểu em nghĩ này là gì? Vâng, nó khai báo đâu đây, sự kiện xảy ra này thì em gọi một cái hàm ở trong file TS. Vâng, để cho em xem. Đấy, tôi để mỗi cái alert thì có cái đích gì đâu. Đúng rồi, em quên, em không ghi cái hàm này. Ok. Được chưa thím? Được thế rồi. Được rồi cái gì? Được rồi thế. Vâng. Có ai bị lỗi không? Alo? Có ai bị lỗi không? Dạ. Có rồi. Có ai bị lỗi không? Ok lỗi gì? Được rồi. Vâng. Rồi ok. Nhưng mà nãy giờ là chúng ta chỉ mới là sự kiện từ thằng con đẩy lên thằng cha thôi, chưa có truyền data đúng không? Thì thay cái hàm Alex của thầy bằng cái hàm sửa được, truyền data lên cơ mà. Truyền data là thằng nào đang, ví dụ như trong trường hợp tôi bấm nút xóa nhá, thì tôi phải biết là thằng nào vừa bấm nút xóa đúng không? Đúng không? Thì cái hàm thông báo của thầy thì thầy thay bằng cái hàm remote là được. Cái này gì? Cái hàm này gì? Thay bằng cái hàm này đúng không? Dạ vâng. Ừ, nhưng mà hero này là hero nào, truyền lên kiểu gì? Ôi, em vẫn xóa đây này. Quá tình. Điên. Đây, tôi sẽ xóa, tôi sẽ thay cái này bằng remote hero nhá. Ít chấm hiểu remote hero.
đây đúng không, bằng cái này đúng không, đúng không, bắt chuyển vào đây event này, là cái hát mà hát à, event này thấy chưa, không ạ, hát cái hát vào thấy hát nào, cái biến hát nào kho vậy đấy, biến hát này vào, dạ vâng, thế thì càng không được, ớt được đấy, chỉ đúng cho trường hợp remote thôi, em hiểu không? Edit cũng được mà đấy. Đúng rồi. Mà nếu trong trường hợp thằng con hiện tại nhá, hiện tại này, em để ý này, hiện tại là em đang làm việc trên cái component cha. Đây là trên màn hình component cha. Tôi đang kỳ vọng một việc là những cái dữ liệu em thay đổi ở trong component con ấy, nó cũng sẽ đẩy được lên trong component cha. Thì như vậy nó mới chuẩn hơn. Đúng không? Sẽ có rất nhiều trường hợp nó xảy ra như thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Ví dụ ở trong cái phần detail component TS này này, chúng ta emit lên, nhưng mà emit lên một cái data là this.herodata chuyển lên. This.herodata chuyển lên. Thì ở trong cái herolist component này, chúng ta cái dữ liệu ở cái emit thì nó chuyển lên ấy, thì nó bằng cái đô la event này luôn. Dạ, nó bằng cái đô la event này luôn. Và ở trong remove hero của thằng hero list, chúng ta có thể là console log ra cái hero này luôn. Console log ra cái hero thì chúng ta sẽ biết được là thằng nào là thằng vừa bấm. Nó chuẩn hơn, đúng không? Đây. Ở tab console nhá. Reload này. Clear đi này. Được chưa? Bấm nút xóa này. Đúng chưa? Xóa này. Được. Đúng chưa? Biết thằng nào là thằng vừa bấm nút đúng không? Đúng rồi. Vâng. Và bây giờ chúng ta lại thực hiện lại luôn ba cái dòng này thì là xong. Thì là sẽ xóa được luôn. Đúng chưa? Xóa rồi này. Đúng chưa? Được. Đúng chưa? Trời ơi. Hiểu rồi đi. Được chưa? Không chưa? Được chưa các thím? Các thím ơi. Thầy mở lại cái TS đấy. TS này á hay TS nào? TS là đi đâu? Đấy. Thì em truyền cái dữ liệu đi thôi. Hiểu được à. Thì có phần test bên kia thôi. Hả? Sao đổ lom này nhỉ? Không em không chạy này. Đổ lom luôn rồi thế ơi. Cho màn hình đi. Hải xe trước đi Hải ơi. Đâu đỏ lom đâu, xếp đỏ lom ở đâu là?
bán mẹ nó bây giờ chứ. Chờ tí nhá, tôi vừa mở cửa cho đứa bạn, à con em, quên. Từ từ đã nhá. Từ từ bình tĩnh đã xem nào. Mở cái đâu, nó đang đỏ ở đâu. Mở màn hình lên xem nào. Ơ mẹ thằng này, lên xem nào. Ơ, cho xem không? Có đây xem cái thải ơi. Khai báo vậy ạ? Chưa khai báo vậy ạ? Thế on remove event này, mở cái hero detail component test ra nào. On remove. Từ từ đã. Làm gì vậy? Gì đấy? Thằng Hải mày đang làm gì đấy em ơi? Ủa, ờ, không fix thì để tôi fix cho người. Xuống đi, xuống đi. Thế mày có muốn cho, muốn sửa không? Ông xem mà ông làm gì này? Thằng khác nó share lên bài của nó đi, cũng sao đâu. Má, chờ mày share để sửa. Nó đéo xem nghe mình nói gì luôn không? Quả này căng. Thế này. Mùi tè. Thiên nào. Tôi đỏ đấy. Đéo biết. Dòng 12 điện, 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 điện. Dòng 12. À, dòng 12. Em hiểu rồi, em hiểu cái sao rồi. Em hiểu rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Bên nhanh quá, không thể bấm đầm, bấm đầm. Được rồi, được rồi, được rồi, tới đây. Lú mẹ rồi, chạy đi nào. Mình còn nó hơi ngu như thế. Rồi còn đứa nào nữa không? Con em thấy thầy ạ. Lại thằng Hải. Thôi thằng ấy bỏ qua đi. Quân. Quân, 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 thằng Hải đấy. Lúc này cũng đổ lò. Mày cũng giống thằng kia. Phòng event đi kìa. À phòng event kìa ông ơi. Không làm. À đúng là. Ai đài? Tiền 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 đúng rồi. Đô la. Đô la đâu nhỉ? Đô la Mỹ. Đô la đâu nhỉ? Ăn vạ bây giờ. Con trôn 4. Bấm chip 4. Chip 4, vãi cả con trôn. Quỳ mẹ luôn. Ờ dạ. Ờ. Rồi, Tuấn xe đi. Lú quá rồi. À, Tuấn lại lú à? Nhiều à, ngáo hết người. Tuấn Phú Thọ hôm nay lại ngáo à? Tuấn Phú Thọ xe đi. This on remove event. Cái này có vẻ rồi, ở đây thì không sai nhá, ở đây thì không sai. On click truyền giá trị gì á? Không không, giá trị gì ở đây đâu em. Giá trị ở bên kia, bên kia. Hero-lib component thế nào? Hero-lib component.html ấy. HTML. Rồi đến xem nào. On remove event, remove hero. Đúng rồi, gì nữa sai gì đâu. Ủa em cũng như thế này mà không chạy. Thôi ông Hải, thôi đi. Thằng Tuấn chạy đi, Hải từ từ. Tuấn chạy thế nào? Bỏ qua bạn Hải đi. Của em bị đỏ nhưng mà nó không chạy ấy thầy ạ. Hả? Của em nó không bị đỏ nhưng mà nó không chạy được ấy. Cái terminal mày kích vào cái terminal mày cắt chung thêm cái nào. Kích vào cái phần terminal ấy, đấy, Ctrl C cái. Làm gì ấy? Kích vào dạ. Trong mà. Đấy rồi. Trong Ctrl F. Đúng á. Đúng rồi. Ctrl P rồi. Ctrl C cơ mà. Ctrl C. Ctrl C. Để dừng lại. Đúng đi. Đúng hết rồi. Lại đi thế nào. Tuấn lú mẹ rồi. Thế bọn này mấy nữa học đến service thì bọn này điên mẹ hết.
Đó. Em xem lại tầm màn hình. Em xem lại tầm màn hình. Ô, nãy mày đang xem toàn màn hình mà. Đấy, xem một màn hình mà. Tưởng chia sẻ một màn hình mà. Một màn hình thì làm sao mày xem được visual? Chị đã xem okay đấy, cái visual đấy mà. Thằng nào ok? Thằng Trung Hải ok ấy. Vâng. Của em cũng như... Của em cũng như Tuấn luôn. Đây. Tuấn xóa đi nào. Được, đây, xóa được kìa. Không được, không được, không được. Được. Tuấn này mở cái file HTML của Hero Detail ra. Detail. Đây. Em xóa. Bạn nên cho chạy lại em được chưa? Ơ được, bây giờ lại được. Hình như chắc là chưa nhận code ạ. Rồi em mở cái Hero Detail HTML ra. Chỉ cho mẹ cái thằng này cứ lồng 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 lồng. Nhìn đây. Cái hrep a còng hrep thăng không? Có ạ. Xóa dấu thăng đi. Viết viết vào trong đấy là JavaScript. JavaScript. Viết thế làm gì thầy? Hai chấm chấm phẩy. Chấm phẩy. Rồi copy vứt xuống dưới. Vẽ xuống rồi, lưu xuống. Rồi ạ. Ra ngoài kia chạy đi xem nào. Xóa được từ lúc trước ạ. Rồi ok. Em nhìn chung đây nha các bạn, được. Khác tập trung vào này. Tôi giải thích ý nghĩa của cái vừa rồi này. Rồi ok, để tôi share. Thầy của em nó không xóa được thế. Từ từ bình tĩnh đã. Tôi nói nốt cái đoạn là thăng thăng này đã. Đây nha, lúc nãy của các bạn nó đang là cái để chỗ này là dấu thăng đúng không? Vâng. Được. Yeah. Bây giờ các bạn xem dấu thăng nó có lợi hại, nó có lợi ích gì nhá. Reload này. Ví dụ tôi scroll xuống ở cái Wonder Woman này đúng không? Nhìn nhá, nhìn nhá. Bấm này. Các bạn thấy sao? Sẽ kéo thăng. Nó kéo lên đầu. Trên đường. Nó kéo lên đầu đúng không? Đây, tôi đang scroll ở dưới này, bấm là kéo lên đầu rồi. Đúng không? Đúng chưa? Vâng, vâng, vâng. Làm này nó rất là khó chịu. Thứ nhất là khó chịu cho người dùng, cái thứ hai nữa là nó dễ ảnh hưởng đến cái đường dẫn ở trên này. Được chưa? Do đó người ta sẽ tiến hành là ở trong thẻ A ấy, người ta sẽ bỏ cái không dùng cái dấu thăng này nữa và người ta thay thế bằng JavaScript 2 chấm void không, void không và chấm phẩy. Được chưa? Vì sao lại như này? Bởi vì JavaScript void không ấy là nó không thực hiện bất kỳ cái gì cả, nó chẳng thực hiện bất kỳ cái gì cả, cho nên nó sẽ không bị nhảy màn hình. Được chưa? Còn cái JavaScript void không này ấy, viết ngắn gọn hơn là JavaScript 2 chấm chấm phẩy như này. Thì khi mà các bạn bấm nút, ví dụ bấm vào đây này, nó không nhảy gì cả đúng không? Đấy, nó chẳng nhảy gì cả. Hiểu chưa? Đấy, thì là khi mà các bạn làm với front end framework thì các bạn dẫu những cái thẻ A thì các bạn nên làm như này. Được chưa? Được rồi. Rồi ai chưa chạy được lại share đi. Thằng nào vừa kêu chưa chạy được cơ mà. Đâu rồi? Đây em. Rồi. Nó đích lên cái gì luôn. Em mở code ra xem nào. Thực ra nó có lên đấy. Nó sẽ nằm ở phần F12 ấy. Em mở cái Hero Detail Component TS ra xem nào. Bình tĩnh nhá, để tôi xem tí. Output event emitter này. On remote event này. Em mở file HTML của nó ra xem nào. Remove event file. Rồi, hero list component.html. Rồi. Remove hero. Đúng mà. Em có sai gì đâu. Nhưng mà không chạy à? Vâng, nó không nên sự kiện gì. Thử reload lên lại xem. Thử tắt cái terminal đi xong rồi serve lại xem nào. Ctrl C đi. Chắc lại giống như Tuấn lúc nãy rồi. Cái code của em không sai gì cả nhá.
rồi xóa đi xem nào. Sẽ được rồi thì ạ. Ngay. Ok nhá. Vâng vâng. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm tiếp giúp tôi cái việc màn hình cái nút sửa nhá. Cái nút sửa cũng như là tách cái phần thêm ra thành một component riêng giúp tôi được không? Alo. Được thế. Nghĩa là thêm một cái đấy là bài lắp 2. Được chưa? Được không? Cùng cái bệnh viện là cái hero này thầy. Cái bài từ lắp 1 mình update nó lên đấy. À vâng vâng. Bây giờ vẫn là đề bài lắp 1 thôi, nhưng mà chúng ta update nó lên bằng cách là chia ra các cái component. Hiểu chưa? À xong rồi cái thêm ấy là lại đưa một cái component mới ở đấy. Đúng, cái phần thêm đưa thành component mới. Dạ vâng vâng. Tôi thử thử trong cái stack blip kia làm sao để làm giống kiểu như là cái gì? Thêm được cái component vào thầy. Stack blip á? Vâng, trong đây stack. Nha, ví dụ tôi vào stack blip này. Vẫn nhìn màn hình tôi đúng không? Vâng vâng. Ok. Đây, ví dụ cái này chẳng hạn. Đây nhá. Nếu các em muốn thêm component đúng không? Chuột phải vào đây. Chuột phải vào cái SRC này. Nhìn thấy không? Vâng vâng. Các em chọn Angular Generator này, chọn component này. Thấy không? Được rồi này. Chọn vào đây xong điền tên component, ví dụ như là hero component. Enter xuống thì nó tự sinh ra đây này. Thấy nó chưa? Tự add như trong visual luôn hả thầy? Ừ. Nó tự sinh ra hết mà. Em thấy chưa? Nó tự add vào app module luôn đây này. Đúng chưa? À từ từ đã, hình như nó đéo add vào app module đâu. Không add thầy ơi. Cái này hero, như kia hero. À thế này thì các em sẽ phải app vào app module các em thêm vào. Thêm vào nhá. Thêm vào bằng tay đấy. Thì mình sẽ viết là import. Từ đây là chấm chấm sược này. À quên nhầm. Hero. Hero component. Đây. Hero component này. Tăng vào đây. Lấy từ chấm chấm sược. Hero. Sược. Hero. Component. Hero.component. Được chưa? Xong rồi phang vào đây. Đéo gì đây? Đợi báo lỗi đây. Thầy vừa thêm cái gì bảo là lỗi kìa thầy. Ai biết. Cannot find hello. Tôi chẳng biết tôi làm gì. Thầy vừa thêm một cái hero component đấy. Yeah. Đây app. Vô cái này đi. Ơ không xóa được này. Đây lưu này vào này. À hello component tắt đi này. Xóa cái này đi này. Rồi bây giờ trong này chắc là nó cũng đang sử dụng cái hello kia. Đây nãy hôm đây. Xóa đi. Được chưa? Xong bây giờ tôi được phép sử dụng là từ cái hero component này. Đây app hero đây đúng không? Tôi viết vào đây. Được rồi, đây hero work này. Ok rồi. Ok rồi thầy. Nếu trong trường hợp các em mà muốn sử dụng cái bootstrap thì các em cứ lấy cái link bootstrap các em phang vào thôi. Đấy. Bỏ link vào. Bỏ link vào. Tên là JSON. Đây là cái link này này. CS này. Cái copy. Link này đi. Phang vào trong này. Đây index đây đúng không? Thì chúng ta đưa cái link này vào đây. Ném nó vào trong Angular JSON cũng được một thầy. Để mình làm. Đây. Ui, ném vào đâu, ném miễn nó hiển thị. Ném vào index là được. Được chưa? Đây. Start cái phông của thằng Bootstrap đây. Được chưa? Xong các em copy giúp tôi cái đường dẫn này các em ấy thôi. Hiểu chưa?
Đấy, cứ copy vào nộp thôi chứ có gì đâu. Nhặt tẹt. Ok, điểm danh Phát nha. Làm được hay không có lại chuyện khác. À thì cứ phải cố mà làm thôi chứ biết làm sao bây giờ. May cho công là công ở nhà đấy, công ở trên lớp thì gõ cho công mỗi thằng mấy phát rồi. Rồi điểm danh nhá. Học online có ích. Đỡ bị đan đòn. Trần Trung Hải. Có. Lưu Thanh Phương. Rồi. Công Dũng. Bạch Công Dũng. Rồi. Tiến Trường. Sĩ Mạnh. Đức Anh ok. An Văn Dũng. Thế Anh. Tuấn Sơn. Đặng Văn Toàn. Đức Huân. Đức Huân. Có. Đình Dương. Quang Huy. Quang Huy nó nghỉ thôi. Nghỉ học luôn à? Dạ không. Quang Huy. Minh Chiến. Văn Huynh. Trung Chiến. Rồi. Tô Tiến Dương. Lê Hoài Nam. Có. Phùng Minh Hiếu. Có. Như Quỳnh. Mai Lan. Đức Bình. Tiến Long. Minh Quốc. Ngọc An. Dạ có. Minh Khương. Tấn Minh. Đức Quyền. Duy Lương. Minh Tuấn. Ngọc Hải. Quyết Chiến. Phan Đình Bình. Đình Bình. Không có luôn. Những bạn sau hôm nay vắng nhá. Đây Phan Bình đây. Những bạn sau vắng này. Phan Tiến Long. Tô Tiến Dương. Nguyễn Quang Huy. Hết ba bạn đấy. Rồi về các bạn làm bài tập nhá. Em thưa thầy là em vừa chuyển lớp sang những buổi trước em học ở lớp kia có được chuyển sang này không ạ? Điểm danh nhá. À. Tôi không biết. Để chờ tí tôi xem nào. Em tên là gì? Vũ Đức Minh ạ. Vũ Đức Minh, bình tĩnh nhá. Điểm danh này. Vũ Minh. Minh TD. Làm gì có à? Binh đấy thầy, chiến binh VD. Binh. Vũ Đức Hưng Binh ạ. Binh. Binh bờ. Binh. Vũ Đức Binh Thương Binh ấy. Hay chi? Vũ Đức Binh. Có đúng không? À. Đây đi, em được điểm danh rồi đấy. 3. À đây. Có đấy. Dạ. Đây nhỉ, đúng không? Đây đúng em không? Đúng ạ. Ờ thì đúng rồi. À, cảm ơn thầy. Dạ vâng. Rồi ok. Rồi là về làm bài các bạn nhá. Đấy, làm bài này. Cái này á, đây tôi đang mở đây. Đây nha, tôi mở luôn này. Thì mở luôn tuần nào. Quốc này. Lắp hay mở một tí thầy. Mở cho 2 ngày luôn đi thầy ơi. Ok. Thank you thầy. Sử dụng việc chia. Chia ra thêm hai component con là hospital form. Được chưa? Nghe được chưa? Hôm nay là ngày mới. Đấy, ở cái phần form con này thì mình xếp thì mình lấy dữ liệu từ ở phần tra rồi. Xếp thì em phải truyền dữ liệu từ thằng hospital form đẩy lên thằng tra. Thằng tra cập nhật cái danh sách thì thằng hospital info cái tự động được sinh ra. À. Đúng chưa?
Nói tóm lại là nó hai thằng này là hai cái thằng chỉ có đơn giản là tương tác dữ liệu với thằng cha thôi, còn thằng cha tự động nó sẽ đẩy thông tin cho cái thằng thằng còn lại thông qua việc binding. Tức là mình phải làm hai thằng con rồi. Đúng rồi, em phải làm thêm hai thằng con nữa. Được rồi. Bây giờ cái thằng hospital form này, cái component hospital form này là để làm cái giao diện form. Còn thằng hospital info là để hiển thị ra chi tiết. Được chưa? Vâng. Rồi ok. Thưa thầy là thầy ép. Thầy cho em vào nhóm Google Classroom với ạ.